bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 212. Nghe xong kiếm tâm lời nói, Lý Bác Sơn hai con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kiếm tâm à, ngươi chờ có cùng ta nói đùa à, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười À. Miều sát chân tiên cảnh phía trên cảnh giới, ngọa tào, cái kia được hắn mẹ mạnh cỡ nào à. Kiếm tâm nhún vai, ta không có nói đùa à, là thật. Lý Bác Sơn lắc đầu liên tục, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng như tô trần thật sự có thể miểu sát chân tiên phía trên cảnh giới vậy cũng quá dọa người dù sao hắn là không tin tô trần có mưu bức như vậy kiếm tâm bất đắc sĩ nói đương trường lạ có cùng ngài nói qua nàng là cảnh giới gì sao lý bác sơn sững sờ suy nghĩ một lát hắn nói hắn trước đó theo ta nói chuyện nói chuyện trời đất thời điểm giống như đã nói với ta nàng là cái gì kim tiên cảnh kiếm tâm gật một cái hỏi cái kia nàng có nói cho người chân tiên phía trên cảnh giới là cái gì không lý bác sơn suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu không còn nói qua, nàng chỉ nói với ta nàng là kim tiên cảnh, lúc ấy ta còn muốn hỏi hỏi nàng liên quan tới chân tiên cảnh phía trên sự tình, nhưng nàng cự tuyệt, còn nói ta biết cũng vô dụng, cho nên ta cũng liền không có. Hỏi nữa, Kiếm Tâm và gật đầu, sau đó liền đem chân tiên phía trên cảnh giới cùng Lý Bắc Sơn nói một lần. Nghe xong Kiếm Tâm lời nói, Lý Bắc Sơn trong lòng nhấc lên vô số sóng lớn, giờ khắc này, hắn bị chấn kinh đến nói không ra lời, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, chân tiên phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới, vậy hắn một cái ngụy tiên tính là gì? Tính toán sâu kiến giống như tại trong mắt người khác hắn xác thực cùng sâu kiến không có gì khác biệt hắn cười khổ một tiếng vốn cho rằng ta đã đạt đến tu tiên đỉnh phong lại không nghĩ rằng ta vẫn như cũ là như kẻ như run dế ai nói xong lời cuối cùng hắn thở dài một tiếng trong mắt đầy là vẻ phức tạp kiếm tâm an ủi Tông chủ, ngài đã là hạ tiên giới tối đỉnh phong, không cần thiết nghĩ lung tung. Lý Bác Sơn trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu cười nói, ngươi nói đúng, liền ta hiện tại độ cao, đã là toàn bộ hạ tiên giới toàn bộ sinh linh mộng tưởng rồi, ta cần gì phải tự coi nhẹ mình chính mình. Kiếm tâm mỉm cười nói, nghĩ như vậy là được rồi nha. Lý Bác Sơn nhìn lấy kiếm tâm, lắc đầu cười nói, ta sống lâu như vậy, con không có người người trẻ tuổi sống được rõ ràng, thật xem như sống vô dụng rồi. Kiếm tâm nói, tông chủ hà có thể nói như vậy, ta vừa mới bắt đầu tại biết ngụy tiên cảnh phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới lúc phản ứng cũng giống như người chỉ là về sau ta nghĩ thông suốt rồi mà thôi lý bác sơn còn muốn nói điều gì nhưng vào lúc này giữa sân đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh mà những thứ này người tất cả đều là vạn kiếm tông trưởng lão trong đó một vị trung niên nam tử không kịp chờ đợi mở miệng nói tông chủ cái này trên trời nam tử là ai nhìn điệu bộ này giống như muốn cùng đường trưởng lão đánh nhau đây các trưởng lão khác cũng lạ ào nhìn về phía lý bắc sơn trong mắt mang theo không hiểu Lý Bác Sơn nhìn về phía tất cả trưởng lão, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong Lý Bác Sơn lời nói, giữa sân tất cả trưởng lão đều là vẻ khiếp sợ. Trong đó một vị nhìn về phía kiếm tâm. Kiếm tâm, người kiếm đạo thiên phủ tốt như vậy, sao có thể tùy ý bái làm thầy đâu? Một vị trưởng lão khác phụ họa nói, đúng vậy à, người muốn bái sư tối thiểu nhất tìm sen ra đáng tin điểm á. À? Có thể ngươi thế mà tìm cái trẻ tuổi như vậy người làm ngươi sư tôn, ta thật không hiểu vì cái gì các trưởng lão khác cũng là à ào nói ra nói gần nói xa đều là đối kiếm tâm tùy ý bái sư bất mãn nghe các vị trưởng lão lải nhải kiếm tâm bưng bít lấy cái chán cảm giác đầu đau lý bác sơn thấy thế thân tình nghiêm túc nói tốt các người đều im miệng à lời vừa nói ra các vị trưởng lão trong né mắt yên tĩnh trở lại lý bác sơn làm vạn kiếm tông tông chủ nói địa vị cùng thân phận còn có thực lực đều là cao nhất một đám trưởng lão tự nhiên không dám làm càn lý bác sơn gặp các vị trưởng lão yên tĩnh trở lại sau đó liền đem trước kiếm tâm nói với hắn nói một lần Nghe xong Lý Bắc Sơn lời nói, các vị trưởng lão nhất thời liền sôi trào lên. Một vị trưởng lão cả kinh nói, chân tiên phía trên, thật có nhiều như vậy cảnh giới sao? Một vị trưởng lão khác cảm khái nói, xem ra, tu tiến xác thực không có cuối cùng. Một vị nam trưởng lão ngưng trọng nói, kiếm tâm, ngươi cái này sư tôn thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Các trưởng lão khác cũng là nhìn về phía kiếm tâm, giờ phút này, trong lòng bọn họ là khiếp sợ. Nếu quả thật dòng kiếm tâm nói, cái kia kiếm tâm sư tôn đến mạnh bao nhiêu à? Tiên đế, không thể nào, cái kia nhưng đã là thượng tiên giới đỉnh phong giống như bực này tồn tại sao sẽ xuất hiện ở đây kiếm tâm ánh mắt nhìn về phía không trung hai người mở miệng nói đường trưởng lão là kim tiên cảnh các ngươi nhìn sư tôn là làm sao dây nàng là được rồi lý bát sơn cùng một đám trưởng lão hò ngẩng đầu nhìn lại nhìn lấy tướng mạo tuổi trẻ tô trần một vị trưởng lão nghi ngờ nói con trẻ như vậy người thật sự có thể đem đường trưởng lão dây sao một vị trưởng lão khác nói đường trưởng lão có thể là tổng bộ tới hắn thực lực khẳng định rất mạnh ta không tin hắn có thể đem đường trưởng lão dây các trưởng lão khác cũng là biểu thị không tin lý bác sơn đột nhiên nói các người lại nói tiếp ta cũng sẽ không khách khí nghe vậy một đám trưởng lão vội vàng im miệng lý bác sơn tiếp tục nói nhìn lấy là được rồi chưa có nói nhảm nhiều như vậy nói hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm tô trần thần sắc mừng trọng kỳ thật nếu không phải hắn vừa mới ở trong đại điện gặp qua tô trần xuất thủ hắn cũng không tin tô trần có thể dây đường yên đường yên thế nhưng là sau so chân tiên cảnh còn phải mạnh hơn mấy cái đại cảnh giới người sao có thể có thể bị dây thế nhưng là vừa mới ở trong đại điện tô trần xác thực đem đường yên dây tuy là đánh lén nhưng cũng là dây cho nên hắn đối kiếm tâm lời nói vẫn tin tưởng mấy phần nhưng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn tin tưởng tô trần có thể đánh bại đường yên nhưng hắn không tin chính diện đối chiến tô trần có thể đem đường yên dây dù nói thế nào, Đường Yên cũng là một vị kim tiên cảnh cường giả, sao có thể có thể bị người tùy ý dây? Như Tô Trần thật sự có thể chính diện đối chiến dây Đường Yên, cái kia Tô Trần cảnh giới nhất định phải so Đường Yên mạnh lên mấy cái đại cảnh giới mới có thể làm đến. So Đường Yên mạnh lên mấy cái đại cảnh giới, nói thật, hắn không tin cái này hạ tiên giới sẽ xuất hiện loại này tồn tại. Hùng chi, Tô Trần niên kỳ cũng không lớn, giống như bực này tuổi tác, sao có thể có thể đạt tới loại cảnh giới đó? Một bên khác, Đường Yên thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Tô Trần, trong mắt không có chút nào khinh thị cả người đánh lên 12 phần tinh thần. Nàng biết mình thất bại, nhưng cũng không muốn chính mình lần nữa bị tô trần dây. Nàng tay phải mở ra, một thanh trường kiếm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một cọ quen thuộc cảm giác nguy cơ tuôn hướng trong lòng. Nàng sắc mặt đại biến, vừa phản ứng lại, có thể một cái tay đã nắm cổ của nàng. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, nàng lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mà lại, lần này vẫn là nàng hết sức chăm chú tình huống dưới, bị xuống đất ăn tỏi rồi, không có chút nào sức chống cự. Gặp một màn này, phía dưới trưởng lão đã bị nhìn ngay người. Đường, đường trưởng lão, bị, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ngoạ tào, người này ngư bức như vậy. Già đi, một đám trưởng lão trực tiếp sôi trào lên, à, biểu thị khó có thể tin. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 213. Lý bắc Sơn giờ phút này cũng là đầy mắt không thể tin. Đương nhiên lần nữa bị súng đất ăn tỏi rồi. Lần nữa bị súng đất ăn tỏi rồi. Giờ phút này, hắn ở sâu trong nội tâm mới ý thức tới. Tô Trần rất có thể thật so đường yên mạnh lên mấy cái đại cảnh giới. Nếu không phải, vậy hắn làm sao có thể đem đường yên dây họa tào ngừ bức đường yên giờ phút này như bị xét đánh nàng tuyệt đối không nghĩ đến chính mình càng lại lần bị xuống đất ăn tỏi rồi như lần đầu tiên là đánh lén cái kia lần thứ hai đâu giờ khắc này trong nội tâm nàng không có không phục chỉ có chịu phục nàng thua tâm phục khẩu phục đường yên thần sắc phức tạp nhìn lấy tô trần người thật biến thái tô trần khóe miệng giật một cái người đây là khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu đường yên trừng mắt nhìn đương nhiên là khen người tô trần khẽ lắc đầu không để ý đến đường yên mà chính là buông lòng ra nắm bắt đường yên cổ tay đường yên sờ lên cổ của mình trái tim chẳng biết tại sao đột nhiên già tốc nhịp tin đột nhiên già tốc làm đến nàng cảm thấy một trận mãnh liệt rung động thậm chí còn có vẻ hưng phấn lúc này tô trần quăng tới ánh mắt kỳ quái đường yên trong né mắt lấy lại tinh thần sắc mặt soát một chút biến đến đỏ bừng tô trần nhíu mày nói ngươi hắn vừa nói một chữ đương yên lại đột nhiên nói ngươi có thể hay không để cho ta xuất thủ một lần tô trần đem lời muốn nói nén trở về sau đó hỏi vì cái gì đương yên suy nghĩ một chút sau đó nói bởi vì ta luôn luôn bị ngươi dây ta muốn thấy nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta một kiếm nói xong trong nội tâm nàng lại có chút chột dạ nàng vừa mới chỗ lời nói như vậy chính là vì ngăn chặn tô trần miệng nàng sợ tô trần hỏi chút không nên hỏi vấn đề đến lúc đó nàng liền lung túng cho nên dưới tình thế cấp bách nàng mới nói như vậy tô trần gật đầu cười tốt nhưng ngươi chỉ có một cơ hội Vù vù, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo đường yên đem trường kiếm đưa ngang trước người hai mắt nhắm chặt sau một khắc vô số đạo đáng sợ kiếm ý từ trên người nàng tuôn ra vô số kiếm ý lượn lờ tại toàn bộ thương khung thời không trong khoảnh khắc liền bị xé nứt cực kỳ khủng bố gặp một màn này phía dưới một đám đệ tử hít sâu một hơi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nữ tổ này vừa mới bị dây ta còn tưởng rằng rất yếu đâu không nghĩ tới mạnh như vậy cái này cái này so tông chủ đều mạnh á, đâu chỉ so tông chủ mạnh á, cái này đều so tông chủ mạnh vô số lần, tông chủ căn bản không thể so sánh á. Lý Bắc Sơn mặt mũi tràn đầy dạ người mà nhìn xem đường yên, đây cũng là kim tiên cảnh sao, quả nhiên khủng bố. một vị trưởng lão cả kinh nói, ta cảm giác ta hiện tại giống như sâu kiến trên bầu trời bất luận cái gì một đạo kiếm khí đều có thể muốn mạng của ta một vị trưởng lão khác nói nếu là hướng về chúng ta đánh tới ta đoán chừng toàn bộ vạn kiếm tông trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt kiếm tâm nhìn chằm chằm đường yên thất giọng nói kim tiên nói hắn xong quyền dần dần chặt nắm lại hai con mắt kiên định ta sớm muộn cũng sẽ đạt tới kim tiên thậm chí so kim tiên còn mạnh hơn đúng lúc này đường yên bỗng nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát một cô kinh khủng kiếm đạo chi lực từ trên người nàng quét sạch mà ra đột nhiên nàng biến mất ngay tại chỗ trên đường nàng đối với tô chân một kiếm đâm ra nay kiếm nàng sử xuất toàn bộ lực lượng của mình giờ khắc này khi thế của nàng đạt đến đỉnh phong cảm thụ được một kiếm này giữa sân vô số người hô hấp đột nhiên đình chỉ tất cả đều gương mặt hoảng sợ một kiếm này quá kinh khủng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy một kiếm dù cho lý bác sơn cùng một đám trưởng lão đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy một kiếm một kiếm này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết Tô Trần chắp tay, ba ngàn sợi tóc cùng vu, nhìn qua một kiếm này, trên mặt hắn chỉ có bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, thời gian bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy khiến trong lòng của hắn nhắc lên gợn sóng. Hắn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, Ơm, uhm, tinh kinh một kiếm hung hăng đánh trúng vào Tô Trần, vô số kiếm ý huyền giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mạnh lao tới, những nơi đi qua đều là bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Cũng vào thời khắc này, giữa sân vô số người giống như ngũ lôi anh đỉnh, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật không thể tin. Mà giờ khắc này đường yên càng là trực tiếp mộng, chỉ thấy tô trần, chỉ dùng hai ngón tay, liền chặn đường yên cái kia khủng bố một kiếm. Cái kia một kiếm, tô trần vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, liền cứ thế mà tiếp nhận. Hai ngón tay, hai ngón tay à, có người run rẩy nói ra, ta, ta thao, cái này, đây cũng quá ngư bức á, giữa sân tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái kia một kiếm khủng bố, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy thế nhưng là đâu lại có thể có người có thể chỉ dùng hai ngón tay liên cản lại hai ngón tay à cái này xác định là người có thể làm được sao cái kia một kiếm nếu là rơi trên người bọn hắn bọn hắn chỉ có thể chết chạy đều chạy không thoát giờ khắc này tất cả mọi người nhìn qua tô trần trong mắt trừ kính sợ cùng hoảng sợ còn có hiếu kỳ một vị nữ tử mặt mũi tràn đầy hoa si vóc người đẹp lại đẹp trai thực lực còn mạnh hơn bối cảnh khẳng định cũng không tệ nếu như nếu như người này đặt ở trên người của ta vậy cũng tốt nói xong trong óc nàng không cưỡng nổi đắc ý dâm len toàn bộ thân thể đều tại nóng lên không chỉ vị nữ tử này cái khác nữ tử giờ phút này cũng kém không nhiều là cái này trạng thái nếu là tôi trần ở chỗ này sợ rằng sẽ trực tiếp bị những thứ này nữ bổ nhào sau đó cưỡng ép cởi sạch y phục không dám nghĩ không dám nghĩ á à. lý bác sơ nít hầu lăn lăn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hắn đều không nghĩ tới tôi trần đá vậy còn sao không hợp thói thường thật sự không hợp thói thường đến nhà mà trong sân trưởng lão giờ phút này bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải bởi vì bọn hắn thật đã bị dọa mộng bức một vị trưởng lão quay đầu nhìn về phía kiếm tâm ta thu hồi ta trước đó nói lời hắn vị tiền bối này xác thực xứng làm ngươi sư tôn tại trong tu tiên giới không có có tuổi tác chỉ có thực lực thực lực ngươi so với ta mạnh hơn cái kia ngươi chính là tiền bối thực lực vi tôn kiếm tâm cười cợt không nói gì thêm mà chính là nhìn lấy tô trần thất giọng nói sư tôn lại là cái gì cảnh giới đâu tiên đế sao Đường Yên buông lỏng ra chui kiếm, nhìn lấy Tô Trần, đấy mắt phức tạp. Tô Trần đem trường kiếm xoay một vòng, nắm chui kiếm, đem chơi tiếp, sau đó, hắn nhìn về phía Đường Yên cười nói, "Phục hay không?" Đường Yên lắc đầu nói, "Phục, ngươi quá bất hợp lý, căn bản không phải người." Ha ha, Tô Trần cười lớn một tiếng, sau đó đem trường kiếm ném cho Đường Yên chặt nói tiếp, "Đánh nha, ta nhiều người hai chiều Đường Yên, nàng gương mặt im lặng, nhiều lần bị ngươi dây, còn đánh cái cọng lông anh đánh. Nàng lắc đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, "Ngươi bao lớn?" Tô Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hỏi cái này làm gì? Đường Yên nói, ta không tin ngươi là thế hệ tuổi trẻ, ngươi khẳng định sống mấy chục vạn năm đúng hay không? Tô Trần cười nói, vậy ngươi nhưng là đoán sai, ta tuổi tác không hơn trăm. Nghe vậy, Đường Yên biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, không hơn trăm, tuổi của hắn không hơn trăm, làm sao có thể? Đường Yên gắt cao nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi tuổi tác không hơn trăm, ngươi sợ không phải tại cùng ta nói đùa, cái này sao có thể? Nàng khó mà tin được, Tô Trần thực lực mạnh như vậy, tuổi tác thế mà mới chỉ trăm bịa nó làm sao có thể có ngư bước như vậy người tô trần cười cợt tin hay không theo người nói xong hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lúc ta đi tới kiếm tâm trước người